Vadukara subhayasa sambhavati eva metasa ke valasa dukkha khanda sasa murayoti. Kinh duyên sinh, bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác, như chủng tử tái sanh, như vậy chính do hành, kiết sanh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời, tạo hiện hữu thân tâm, bởi do ý nghĩa này, gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức, biến hiện xấu giác quan, như vậy do danh sắc, lục nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần, như vậy do lục nhập hiện tượng xúc khởi sanh, sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sanh, như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước, như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắt, dục lạc cột mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng sử có chủng tử luân hồi, như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt, chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử, cũng do chính duyên sanh sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này được hiện thành tập khởi. Avijja avijja yatve va asa savira ga nirotha sankhara nirotho sankhara nirotha vinyana nirotho vinyana nirotha nama rupang nama rupa nirotho nama rupa nirotha salayatana nirotho salayatana nirotha passa nirotho passa nirotha vedana nirotho vedana nirotha tanha nirotho tanha nirotha upadana nirotho upadana nirotha bhava nirotho bhava nirotha jati nirotho jati nirotha ramarang soka parido và đục khà đồ mana su ba ya sa nu ri chan ti e wa me ta sa ke wa la sa đục khà khang ta sa ni ro tho ho ti. Vô minh diệt hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não, toàn bộ khổ uẩn này không hình thành tập khởi. Việc trần thế khuyên ai phải gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hợp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, nắm đa thị thiếu niên nhân, tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó mai chưa chắc được, phần nổi bệnh nổi già thúc phược, sống trên đời sống được bao lâu, mới mày sanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoang khâu một nắm, ôi tam khôn khí tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không, sinh già không hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo ngã luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát, lý nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo cả, kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly nở phiền Phật cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt, cầu chư Phật từ bi tiếp độ, cầu chư Phật từ bi tiếp độ. Dạ, mô Phật. Bây giờ mời Nguyên Như nha, Nguyên Như cầm mic đọc bài kinh
Rồi để ý, để Pháp Khanh nha, khi Pháp Khanh đến thì thỉnh Pháp Sư nha. Nguyên Như chạy đâu mất rồi. Rồi, kính mời. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào ông Năm Bà Năm. Con xin kính chào cô Diệu Pháp. Dạ Nguyên Như xin kính chào Thi Lâm. Kính chào Việt Nam 2007. Dạ Nguyên Như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ con thấy cũng còn 10 phút. Hôm nay con xin dâng lên đạo tràng bài kinh Bồ Đề Phần Bố Thí Bát Khí Giá Thầm á. Chắc ta rô ba ti bát thà na ca ya nu pa sa na sa ti bát thà năng vê đa na nu pa sa na sa ti bát thà năng chít ta nu pa sa na sa ti bát thà năng tham ma nu pa sa na sa ti bát thà năng mu ni na sam ma đắc kha ta pa vi ta pa hu li ca ta sang vát tan ti a vinh nha ya nip ba na ya cha bố thi ya ê tê na san cha văn chê na son ti tê hô tu sap ba đa. Tứ niệm xứ tức bốn pháp quán niệm đã được đấng thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp niệm gồm có niệm thân tức minh sát về thân, niệm thọ tức minh sát cảm thọ, niệm tâm tức minh sát trạng thái nội tâm, niệm pháp tức minh sát sự tương quan các pháp. Mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc lạc. Chắc ta rô sầm mập ba thà na úp bàn na năng ba ba ca năng thâm ma năng ba ha na ya hòa ya mô anum bàn na năng ba ba ca năng thâm ma năng anum ba đa ya hòa ya mô anum bàn na năng cú sa la năng thâm ma năng úp ba đa ya hòa ya mô ôm ban na năng cú sa la năng tham ma năng phi vô phà hòa gia hòa gia mô mu ni na sam ma đăng kha ta phà vi ta ba hu li ca ta sang văn tan ti a vinh nha ya nip ba na ya cha bố thi ya ê tê na san cha vát chê na son thi tê hô tu sam ba đa. Tứ chánh cần tức bốn nỗ lực thiết yếu đã được đấng thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp ấy gồm có thập chánh cần tức là sự cố gắng ngăn ngừa ác pháp không cho sanh khởi, trừ chánh cần tức là sự cố gắng đoạn trừ ác pháp đã sanh khởi, tu chánh cần tức sự cố gắng làm sanh khởi thiện pháp chưa có, bảo chánh cần tức sự cố gắng nuôi dưỡng thiện pháp đã có. Mong với chân ngôn này tự thành muôn pháp lạc. Chắc ta rô ít thi bà đa chanh đinh thi bà đô chích tinh thi bà đô vi vi dích thi bà đô quỷ mãn sinh thi bà đô mu ni na sam ma đắc kha ta phà vi ta bà hu li ca ta sang vát tan ti a vinh nha ya niệm ba na ya cha bố thi ya ê tê na san cha vát chê na son thi tê hô tu sam ba đa. Tứ thần túc tức bốn pháp hiệu năng thành tựu thiền định và chánh trí đã được đấng thập lực khéo tu, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp hiệu năng gồm có dục thần túc tức hiệu năng của ý muốn, cần thần túc tức hiệu năng của nỗ lực, tâm thần túc tức hiệu năng của tâm thuần hóa, thẩm thần túc tức hiệu năng của trí phân biệt. Mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc lạc.
bạn chinh truy già ni sanh thần truy dạng quy ri dình truy dạng sa tình truy dạng sa mạ thần truy dạng bạn nhìn truy dạng mu ni na sam ma đăng kha ta pha vi ta bảo ly ca ta sang văn tan ti a tin nha và niệm ba na gia cha bố thị gia ê tê na sanh cha vách chê na son thị tê hô tu sam ba đa. Ngũ căn tức năm nền tảng của sự tu chứng đã được đất thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Năm nền tảng gồm có tính căn tức căn bản của đức tình, căn tức căn bản tinh cần, niệm căn tức căn bản tỉnh thức, định căn tức căn bản nguyên duy nhất, huệ căn tức căn bản trí tuệ. Mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc lạc. Cha ba la ni san tha ba lăng vi vi ya ba lăng sa ti ba lăng sa ma ti ba lăng bạn nhà ba lăng mu ni na sam ma đăng kha ta pha vi ta ba hu li ca ta sang vat tan tin nha và niệm ba na ya cha bố thị gia ê tê na sanh cha vách chê na son thi tê hô tu sam ba đa. Ngũ lực tức năm sức mạnh của sự tu chứng đã được đấng thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Năm sức mạnh gồm có tính lực tức sức mạnh của đức tin, tấn lực tức sức mạnh của sự tinh cần, niệm lực tức sức mạnh của sự tỉnh thức, định lực tức sức mạnh của sự chuyên nhất, nguyệt huệ lực tức sức mạnh của trí tuệ. Mong với chân hồn ngôn này tụ thành muôn phúc lạc. Sát ta bọt chẳng gà sát ti sâm bọt chẳng gô thăm ma vi cha ya sâm bọt chẳng gô vi vi ya sâm bọt chẳng gô bị ti sâm bọt chẳng gô pa sát ti sâm bọt chẳng gô sa thi sâm bọt chẳng gô upanh kha sâm bọn chẳng gô mu ni na sâm ma đăng kha ta pha vi ta ba sẵn quanh tan ti a vinh nha và niệm ba na gia cha bố thị gia ê tê na sanh cha quanh chê na son thị tê hô tu sam ba đa. Thất giác chi tức bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ đã được đấng thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bảy yếu tố gồm có niệm giác chi tức yếu tố minh sát, trạch pháp giác chi tức yếu tố phân biệt, cần giác chi tức yếu tố tinh tấn, hỷ giác chi tức yếu tố an lạc, tịnh giác chi tức yếu tố lắng động, định giác chi tức yếu tố chuyên nhất, xả giác chi tức yếu tố quân bình. Mong với chân ngôn này tự thành muôn phúc lạc. Anh tha mắc gặn gà ni sầm ma đinh thi sầm ma sang cấp bồ sầm ma qua cha sầm ma cam man tô sầm ma a chi vô sầm ma qua gia mô sầm ma sa ti sầm ma sa ma thình mu ni na sầm ma đăng kha ta pha vi ta ba hu li ca ta sam quan tan ti a pin nha và niệm ba na gia cha bố thị gia ê tê na sanh cha quan chê na son thi tê hô tu sam ba đa. Bát chánh đạo tức con đường chánh tám chi phần đã được đấng thập lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Tám chi phần gồm có chánh kiến tức sự thấy biết xác thực, chánh tư duy tức suy nghĩ chân chánh, chánh ngữ tức lời nói hiền thiện, chánh nghiệp tức hành vi vô tội, chánh mạng tức sự mạng hợp đạo, chánh tinh tấn tức sự nỗ lực chánh đáng, chánh niệm tức sự quán sát tỉnh thức, chánh định tức sự định tâm đúng phương pháp. Mong với chân ngôn này tụ thành muôn phúc lạc. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá.
Nắp mô tăng khà giá. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con kính đảnh lễ Thanh. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như cùng lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ya wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ya wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ya wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Brahma chaloka thi ba ti sa ham ba ti kam chali thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba chang kha cha ti ka đề sê tu thầm măng an tu bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh quỷ nhà danh cha ca văng sùa tăng cha bành thăng a phi thầm ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sân cha đành đăng bà bố tha này dê ba ri xa và mạnh chê ê quang xà hâm bà ti brahma pha ga văn tăng a gia cha tha tuân hi phà quê nà tăng vô thô ca ruôn nhê na thi hoa sa gia tân ha vua tha gia ba đê na ni ga đa văn ta tô ga tô ban cha quắc gia đa vô nầy dê a măng ba dê si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bu thô anu na tham ma đề sa năng ma kha wa sa ni đề se si sat ta năng ap tha si tha căng tê na sa thu a vô phân tê đề se tu tham ma đề sa năng sap ba di ta gia anu bầm ba ca huê thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giả ngày dời chương sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn một chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn nắc mô bút thà giác nắc mô thầm mà giác nắc mô sanh kha giác và con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp thanh đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài học của ngày hôm nay ạ. Con xin kính dâng mít lại cho sư. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì tiếp tục chúng ta học cái
Câu thứ 69. Các căn bản bất thiện. Bây giờ sư xin đọc phần chánh kinh. Trong đây nó có 11 phần, nhưng mà hôm nay thì chúng ta học 5 phần, còn lại thì chúng ta sẽ tiếp tục học vào ngày mai. 1. Này các tỷ kheo, có 3 căn bản bất thiện này. Thế nào là 3? 5 là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Cái gì là tham? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng tham có làm gì về thân, về lời, về ý, cái với ai có lòng tham bị lòng tham chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là bất thiện. Như vậy rất nhiều các ác bất thiện pháp này tham duyên khởi từ tham, tập khởi từ tham khởi lên nơi người ấy. Hai, cái gì là sân? Này các tỷ kheo, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng sân có làm gì về thân, về lời, cái là bất thiện. Với ai có lòng sân bị lòng sân chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là bất thiện. Như vậy rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh ra từ sân, duyên khởi từ sân, tập khởi từ sân khởi lên nơi người ấy. 3. Cái gì là si? Này các tỷ kheo, cái là bất thiện. Ai với lòng si có làm gì về thân, về lời, về ý, cái ấy là bất thiện. Với ai có lòng si bị lòng si chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay tận xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái là bất thiện. Như vậy rất nhiều ác bất thiện pháp này sanh ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si khởi lên nơi người ấy. 4. Vậy này các tỳ kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói không thật, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Vì sao người như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là người nói phi thời, nói không thật, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật? Như vậy là vì người này, này các tỳ kheo, đã vu cáo làm người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, thu tài sản, mắng nhiếc hay tỉnh xuất, dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Khi được đối chất với sự thật, người ấy đã phủ nhận, không có chấp nhận. Khi được đối chất với sự không thật, người ấy có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng đây không chân, đây là không thật. Cho nên người như vậy được gọi là người nói phi thời, nói không thật, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Người như vậy, này các tỳ kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự u não, với sự nhiệt não, khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú. Người như vậy, này các tỳ kheo, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ. Người như vậy, này các tỳ kheo, bị các ác bất thiện pháp do si sanh nhiếp phục, tâm mất tự chủ, ngay trong hiện tại sống đau khổ với sự tổn não, với sự u não, với sự nhiệt não,
sau khi thân hoàng mạng chung được chờ đợi là ác thú. Năm, ví như này các tỷ kheo, cây sa la hay cây tháo quá hay cây phành đá ná bị phá hoại, bị bao trùm bởi ba loại tục gửi, đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh, đi đến tổn hại và bất hạnh. Cũng vậy này các tỷ kheo, người như vậy bị các ác bất thiện pháp do tham sanh chinh phục, tâm mất tự chủ, ngay thì trong hiện tại sống đau khổ với tổn hại, với u não, với nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là ác thú, bị các ác bất thiện pháp do sân sanh, do ác bất thiện pháp do si sanh chinh phục, tâm mất tự chủ ngay trong hiện tại, sống đau khổ với tổn não, với u não, với nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là ác thú. Những pháp này này các tỷ kheo là ba căn bản bất thiện. Đó là cái phần chánh kinh. Thì ở đây đó, Đức Phật cho chúng ta thấy rằng ba cái phiền não là tham, sân và si, khi mà chúng ta không có sự nhiếp phục thì khi mà nó sanh khởi, nó tự nó tràn ngập trong nội tâm, rồi chúng ta tạo những cái ác bất thiện pháp. Cho nên trong nhiều bài kinh thì Đức Phật hay giảng dạy lặp đi lặp lại về cái những cái căn bản về bất thiện. Mà mỗi một bài kinh thì Đức Phật dùng những cái hình ảnh khác nhau. Trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật lấy cái hình ảnh giống như là cái cây sa la. Nhưng mà cái cây sa la này đó, nó thì bị bao phủ bởi những cái cây tầm gởi hay là những cái loại dây leo. Thì quý vị biết rằng ở trong cái cuộc sống đó, trong nhân loại cũng vậy, mà các cái loài thực vật hay là các loài động vật ấy, tức là vì cái sự bản năng sinh tồn, cho nên là các loài có thể để mà diệt trừ những cái loài khác để mà mình sinh tồn. Thì cái cây sa la mặc dù là cái loài cây cổ thụ, nhưng mà sao nhưng mà nó có đôi lúc nó bị những cái loại dây leo nó bao phủ, nó quấn xiết, rồi đi đến cái cây bị chết đi. Thành ra ở đây Đức Phật lấy cái hình ảnh ví dụ cái nội tâm của chúng ta giống như là cái cây sa la. Nhưng mà khi mà chúng ta không khéo tu tập thì để cho những cái phiền não tham sân si là những cái cây trùm gửi, những cái loại dây leo nó bám vô, rồi nó quấn, nó siết, hay là nó che phủ toàn bộ cái cây, làm cho cái cây không có thể sống được và đi đến cái cây bị tiêu hoại chết. Thì cái tham, cái sân nó là những cái căn bản. Nhưng mà đó, trong cái tham đó, cái sân, cái si thì không phải là nó chỉ riêng một cái đó mà nó đi một nhóm, một bọn với nhau. Do đó mà quý vị học trong di diệu pháp thì nó có cái si, thì có cái si phần là rồi nó đi chung với là vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi tham thì nó đi chung với tà kiến, rồi ngã mạn. Rồi sân thì nó đi chung với gì
canh ghét, rồi keo bỏng xẻng, hối tiếc. Thành ra đó tất cả những cái này, nhưng mà trong đời sống của chúng ta tu tập không có thể mà thí dụ như mình kể thì kể nó từng tự nè, nhưng mà trong đời sống á ta phải có trí tuệ, không phải chờ diệt hết cái tham rồi mới tới diệt cái sân, rồi mới tới tới si. Nhưng mà trong cái sự tu tập thì chúng ta phải bất cứ lúc nào các cái đối tượng nó hiện khởi là chúng ta phải thấy để kịp thời ngăn trừ làm cho nó suy yếu, rồi lần hồi để mà diệt trừ nó. Thì tất cả 12 tâm bất thiện trong đó nó đều có là si mê hay là vô minh. Chính vì khi mà si mê vô minh thì nó làm cho chúng ta là không có hổ thẹn tội lỗi với những điều bất thiện pháp. Mình thấy đâu có gì đâu, ai cũng làm như vậy chứ đâu phải riêng mình. Nó biện luận, nó bao che, rồi không có ghê sợ tội lỗi. Cho nên chính vì hai cái tâm mà vô tàm vô quý này đó, nó thúc đẩy mà chúng ta không có hổ thẹn, không có ghê sợ đối với các cái ác bất thiện pháp. Mà muốn cho cái này, hai cái tâm này đó, hai cái sở hữu này á, nó mạnh thì phải có cái tâm phóng dật. Tức là cái tâm á là không thấy theo thật tướng, thấy méo mó sai lệch, cho nên á là si mê thì nó luôn luôn nó đi chung với gì? Phóng dật, vô tàm, vô quý, nó đi chung với nhau. Rồi để chúng ta không nhận thức đúng được cái bản chất, cái thực tính của đối tượng, từ đó mà nó khống chế cái nội tâm chúng ta để thực hành những cái bất thiện pháp. Rồi vì chúng ta không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cho nên mới thấy đối tượng một cách lệch lạc, rồi bám líu chào cái đối tượng. Những cái đối tượng nó bản chất của nó là không có thật, nhưng mà vì sai lầm tà kiến cho nên bám níu chấp chặt vào cái đối tượng. Rồi khi mà bám níu chấp thủ chấp chặt vào, muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu cái đối tượng, nhưng mà nếu mà không có đạt được thì sao? Thì bắt đầu phóng dật, ganh ghét, rồi tìm cách để mà mưu hại cái đối tượng. Cho nên á các cái phiền não thì nó đi chung một bọn nha. Cho nên á mặc dù kể thì nó theo từng tự, nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái đời sống mà chúng ta phải luôn luôn phải quán xét cái nội tâm của mình. Một khi nào mà mình có cái sự tham dính mắc với đối tượng, tức là mình đã bị vô minh nó chi phối rồi. Vì chúng ta không hiểu biết và sự thật về bản chất của đối tượng, cho nên chúng ta mới thích thú, chúng ta cho rằng cái đối tượng này là khả hỷ khả lạc, những cái cảnh này là thích ý vừa lòng, những cái cảnh này là đẹp, những cái cảnh này là đáng ưa thích, đáng nhìn, đáng chấp thủ bám níu. Rồi ngược lại, những cái mà nó không tốt đẹp, nó trái ý nghịch lòng,
thì chúng ta bực bội, khó chịu, ân hận và muốn xua đuổi hay là muốn hủy diệt đối tượng. Cho nên tất cả những cái phiền não này đó là nó được ví như là những cái dây. Quý vị nghe nói là triền phược, thúc phược, nó là ví giống như những cái sợi dây, hoặc những cái sự ngăn che, những cái triền cái đó, là nó ngăn che để chúng ta thấy được cái tính chất thật của đối tượng. Rồi gì, nó là bọc lưu, tức là giống như những cái sóng nước, những cái xoáy nước, nó có thể nhấn chìm, nó nhấn chìm tràn ngập cái nội tâm. Rồi nó là gì? Nó là lậu hoặc, nó ẩn tàng, nó tiềm ẩn ở đó, nó ngâm tẩm nhuộm ướt, rồi nó rỉ chảy. Khi mà nó nằm yên đó, nhưng mà đến một lúc nào có một cái đối tượng phù hợp, tức là nó sẽ bùng phát lên. Thành ra nó nhấn nhầm, nó ngụm, nó ngâm tẩm nhuộm ướt. Thì giống như cái cây sa la, thì cây sa la là mặc dù là nó là cái thân nó to, nó đứng đó, nhưng mà sao những cái loại dây leo đó nó mọc ở dưới, rồi bắt đầu mỗi ngày nó leo lên chút, mỗi ngày nó quấn nó siết chút, mỗi ngày nó leo nó quấn siết lần hồi. Nếu mà không có người mà chặt mà gỡ những cái dây leo đó một thời gian đó, thì những cái dây leo này đó nó bao phủ, nó quấn, nó siết, thì cái cây sa la nó phải bị chết. Thì cũng vậy, có khi chúng ta vì trong đời sống chúng ta khinh thường những cái phiền não, chúng ta thấy mình lấy một cái món đồ nhỏ mọn này đâu có gì đâu, đâu có tội lỗi gì. Chính vì chúng ta xem thường cái phiền não, rồi từ cái quân tập, từ cái nhỏ lần hồi nó trở thành cái lớn. Mới bắt đầu thì mình lấy những cái vật nhỏ mọn, giá trị thấp, rồi lần hồi thì chúng ta chiếm đoạt, cũng mà bám níu chấp thủ vào những cái chiếm đoạt những cái vật có giá trị cao hơn, tài sản lớn hơn, thì lúc đó thì sao, phải bị về luật pháp, bị tội lỗi, bị trừng trị. Rồi thế xong cũng vậy, mới bắt đầu á mình thấy mình bực mình khó chịu với một con kiến, một con muỗi, mình giết nó, mình thấy đâu sao, giết kiến, giết con muỗi thì không nhầm gì, nhưng mà lần hồi cái phiền não á, nó càng ngày nó tăng trưởng, nó lớn dần đến một mức độ đó, thì chúng ta sao giết những cái con vật lớn hơn, giết người chẳng hạn, thì sao, thì sẽ phạm vào cái tội lỗi, cái hình luật của quốc gia, rồi bị tòa án xử tội. Nhưng mà cái đó là cái tội ngay trong hiện tại thôi, còn những cái nghiệp quả lâu dài về sau nữa. Mà tất cả do đâu? Do cái mê, do cái tâm vô tạm, vô quý, không có hổ thẹn với các ác bất thiện pháp, không có ghê sợ với các cái ác thiện pháp. Chúng ta dung dưỡng nó, nuôi dưỡng nó, càng ngày nó càng lớn. Giống như cái dây leo, nó mới vừa bám vào cái thân cái cây sa la, nhưng mà không gỡ ra, không có diệt trừ nó liền,
nó nghĩ ra là cái dây leo này nó mềm yếu mà không ăn nhầm gì, không hại gì. À, nhưng mà để lần hồi à, từ một cái dây leo nhỏ nó phát triển, nó phát triển lần hồi, rồi nó bắt đầu nó quấn, nó xiết, nó bao phủ cả một cái cây cổ thụ. À, cuối cùng á, cái cây cổ thụ mà phải chết à, vì những cái dây leo. À, cho nên à, ở đây à, Đức Phật thấy à, dùng những cái hình ảnh à, do chúng ta dễ vui à, chúng ta khinh thường à, dễ phiền não à, chúng ta không có kịp thời, không có dùng trí tuệ để mà à, thấy được sự tai hại à, của phiền não, mà chúng ta sống chung với phiền não, rồi lấy phiền não làm người bạn à, rồi cuối cùng sao? Chúng ta bị những cái phiền não nó tràn ngập, nó quấn xiết, nó nhấn chìm à, trong những cái bất thiện pháp. Và sao? Khi mà chúng ta bị những cái phiền não sai sử à, nhấn chìm, rồi thực hành theo, thì chúng ta gieo những cái bất thiện pháp và đi đến những cái cảnh giới khổ đau à, do đó đó chúng ta phải cẩn thận đối với tất cả những cái phiền não. Thì ở trong đây thì quý vị thấy rằng là Đức Phật nói là có những người à, vì phiền não rồi vu cáo làm đau khổ người khác, rồi sát hại à, tịch thu tài sản, mắng giết tận xuất à, dựa trên sức mạnh. Thì ở đây đó, cái sức mạnh này đó là những cái người mà họ có quyền lực à, ví dụ à, ở trong gia đình đó, thì có nhiều khi à, quý vị thấy cũng có nhiều người à, họ ỷ là cha là mẹ à, rồi khi họ muốn cái gì á, họ bắt buộc vợ con à, bắt buộc chồng à, là những người thân bằng quyến thuộc phải phục tùng à, phải theo, mặc dù cái những cái ý đó là sai, nhưng mà vì họ ỷ à, à họ ỷ cái chức quyền của mình ở trong gia đình, cho nên họ lấn lướt à, họ bắt buộc những cái người khác phải phục tùng theo cái sự sai khiến à, của mình à, với như những ông vua à, khi mà ông thấy cái trường hợp mà trong kinh quý vị thấy là vua Ba Tiên Đạt đó, khi mà ổng gặp được một cái cô thiếu nữ à, có nhan sắc, rồi ổng đâm ra ổng luyến ái à, với cái cô thiếu nữ này, sao bắt đầu ông ta cho dò hỏi, nhưng mà cái cô này là đã lập gia đình, thì ông vua ổng liền kiếm cớ ổng bắt người chồng của cái cô thiếu nữ đó vô trong cung à, làm quân hầu, là cái người lính mà hầu cận à, cho ổng, để ổng tìm cớ để mà tìm lỗi để mà ổng giết cái người chồng nè, để ổng có muốn đoạt cô vợ à. Thì cái anh chồng á, anh biết rồi, anh biết được cái ý đồ của vua Bát Xì nó đi rồi à, thì ông vua ổng ra lệnh là anh phải là cái người hầu cận, giờ phút nào gọi là phải có mặt. Cho nên anh này anh rất là sợ, anh biết chỉ cần là một chút sơ suất thôi thì mình sẽ mất mạng à, cho nên là anh ta luôn luôn lúc nào là cũng phải canh phòng rất là nghiêm ngặt. Bất cứ khi nào, mặc dù ông vua ngủ mà anh không dám ngủ à, anh cũng đứng hầu cận kế bên à, vì nếu mà sơ suất thì mình sẽ mất mạng à, nhờ cái sự nỗ lực đó mà à, ông vua Ba Tiên Đạt là không tìm cái cớ được để mà hại anh này à, chính vì cái quyền lực à, cho rằng mình là ông vua tao có quyền mà à, cho nên là à, muốn làm hại những người khác để chiếm đoạt những cái vật mà mình muốn à. Thành ra đó à, ở đây
là chúng ta phải sống đối với phiền não giống như mình sợ nó, giống như là sợ cái quyền lực của ông vua vậy đó. À, nếu mà mình không canh phòng, không thu thúc lục căn, không quán xét những cái tác ý, những cái nội tâm của chúng ta đó, thì giống như là chúng ta sẽ bị nó tàn hại. Hay là cái trường hợp một cái anh này hoàng thân, em của ông vua, nhưng mà ông này ông cũng thích lắm. Cái bữa đó đó, ông vua ông mới thử, ông mới cho một cái người mà quan đại thần suối cái vị mà hoàng tử này đó lấy cái lông bào mặc vô. Khi mà vừa mặc cái lông bào vô rồi thì ông vua ông bắt quả tang. Ông nói là giống như có cái ý là muốn chiếm đoạt. Ông này ông mới thử, ông nói là bây giờ ta sẽ cho ngươi đó làm vua 7 ngày ha. Mà mỗi ngày đó là cứ mỗi buổi vừa sáng vừa dậy đó là có một cái người quân sĩ sẽ đến tuyên thuyết lên bây giờ đó, là cái sự sống của nhà ngươi á còn ngày, còn 5 ngày, còn 4 ngày, cứ mỗi ngày là mỗi buổi sáng là vừa thức dậy là cái người nó đứng lên nói như vậy. Thì cái ông này đó sự thật là làm vua nhưng mà không dám hưởng những cái dục lạc hết, bởi vì thấy cái đời sống của mình nó càng ngày nó càng thu ngắn lại. Thì sau 7 ngày đó ông vua ông mới hỏi gì chứ bây giờ á sao 7 ngày nay làm vua thấy có sung sướng, có thích thú không? Ông này nói chứ thưa hoàng huynh, có vui sướng gì đâu, cứ mỗi sáng vừa mở mắt lên là có cái người lính hầu nó lại nó nói là ngươi chỉ còn sống được có 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày thì còn tâm tư đâu mà để mà hưởng thụ. Thành ra đó chính những cái điều đó chúng ta phải canh phòng cái nội tâm của mình. Với vậy thì chúng ta không có để cho cái phiền não nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó tràn ngập. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta nghĩ rằng không có tội lỗi gì, có tội gì đâu, ai cũng vậy mà, thì để cho cái si mê rồi vô tàm vô quý nó làm nội tâm mình phóng dật, không thấy đúng thực tướng của đối tượng. Rồi sao khi mà chúng ta không thấy đúng thực tướng của cái đối tượng thì là tà kiến nó sanh khởi, để mình thấy đối tượng một cách sai lầm, thì từ đó bắt đầu mới có tham bám níu và dính mắc chấp thủ vào đối tượng. Rồi khi mà không đạt được những cái đối tượng mà cho là thích ý vừa lòng, khả hỷ khả lạc thì sao? Thì uất ức bực bội khó chịu và sân hận sân khởi. Cho nên là chúng ta cẩn thận với những cái phiền não này, mà các vị thiền sư nói là chúng ta phải canh phòng cái phiền não giống như là cái người lính, cái người lính mà đứng canh phòng ở ngoài cổng thành vậy đó. Nếu mà chúng ta không khéo canh phòng thì sao? Thì phiền não nó sẽ xâm nhập, nó sẽ tổn hại. Cho nên là không phải chỉ canh phòng, có sự chánh niệm tỉnh giác khi mà mình tu tập, nhưng mà khi chúng ta tu tập đó là để chúng ta dung bồi thực hành cho cái chánh niệm tỉnh giác của mình nó mạnh lên để áp dụng vào trong đời sống. Cho nên không phải là khi nào mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta tu tập
thì chúng ta mới gìn giữ chánh niệm tỉnh giác. Mà bất cứ trong đời sống, từ khi thức giấc cho đến khi mà chúng ta nằm ngủ trở lại, bất cứ giây phút nào chúng ta cũng phải cẩn thận, phải đề phòng, phải canh giữ cái nội tâm của mình, giống như chúng ta gìn giữ không để cho các cái mồi lửa nó có thể nó sanh khởi. Nếu mà chỉ một đốm lửa nhỏ nó vừa sanh khởi lên, mình kịp thời mình dập tắt thì nó sẽ không xảy ra cái đám cháy. Khi mà một cái dây leo nó vừa bò lên, nó quấn vô cái thân cây, chúng ta kịp thời chúng ta gỡ nó ra, chúng ta kịp thời chúng ta đào bứng cái dây leo đó, thì sao? Thì nó không thể bám líu, nó không thể quấn, không thể bao phủ cái cây đó được. Cho nên á, là trong cái bài học này thì Đức Phật khuyên chúng ta phải cẩn thận, giống như gìn giữ cái cây của mình. Ví dụ quý vị có trồng một cái cây nào đó mà bây giờ những cái loại mà dây leo như là dây tơ hồng, hay là những cái loại dây leo nào đó, hay là hoặc là những cái cây những cái chùm gửi những cái cây chùm gửi nó mới vừa bám vô thì mình phải cắt bỏ liền. Thà là mình cắt bỏ một cái nhánh đó, cây nó không chết, thà là chúng ta chịu cực, chúng ta thỉnh thoảng vài ba bữa mình nhìn mình thấy, nếu mà có những cái loại dây leo mà nó bám lên cái cây á, chúng ta kịp thời chúng ta gỡ ra, rồi chúng ta nhổ bỏ những cái dây leo đó thì cái cây nó không chết. Còn mình ý mình nói nhánh chùm gửi thì đâu có hại gì, một cái sợi dây leo nó quấn cái cây thì đâu có tổn hại gì. Nhưng mà lần hồi nhiều ngày thì nó sẽ quấn xiết bao phủ là một cái cây chùm gửi. Mới ban đầu thì nó chỉ bám vô một nhánh, nhưng mà sau đó thì nó phát triển nhiều nhánh, rồi nó hút lấy những cái sự sống của cái cây, làm cái cây từ từ sẽ bị chết đi. Cho nên là chúng ta thành ở trong đời sống chúng ta phải xem xét rồi kịp thời diệt trừ những cái phiền não nó sanh khởi. Nội tâm mình, nếu mà cái tâm mình phóng dật, mình biết mình đem nó trở về, khi mà vô tàm vô quý nó sanh khởi thì biết mình kịp thời mình diệt trừ những cái phiền não này, nó sẽ đem đến cái điều tai hại. Rồi khi tham sanh khởi mình biết để mà mình kịp thời mình dập tắt, mình diệt trừ nó. Khi sân sanh khởi, mình bực bội, uất ức, khó chịu, tâm bồn chồn, nóng nảy thì biết mình đem trở lại với tâm chánh niệm tỉnh giác. Như vậy đó thì chúng ta không có để cho những cái phiền não nó có cơ hội, nó có điều kiện để nó mà sanh khởi. Chính nhờ chúng ta cẩn thận, luôn luôn mình quán xét để kịp thời dập tắt, chặn đứng, hay là kịp thời mình chặt đứt những cái phiền não, thì như vậy thì chúng ta sẽ được an ổn. Mà trong sự tu tập thì không có phương pháp nào khác hơn là chúng ta phải có cái chánh niệm và tỉnh giác. Khi mà chánh niệm và tỉnh giác càng mạnh thì mới có đủ sức để đấu trị với các cái phiền não tham sân si. Còn nếu mà chúng ta
dễ vui, rồi chúng ta buông lung, chúng ta sống phóng dật, chạy theo trần cảnh, không có kiểm soát nội tâm, thì như vậy thì cái công trình tu tập của chúng ta nó bị trở ngại, bị chướng ngại, và cái con đường mà hướng đến sự an vui, hạnh phúc mà sẽ không có thực hành được. Do đó mà trong cái bài này thì Đức Phật đã cảnh tỉnh, nhắc nhở các vị tỳ khưu. Thì quý vị thấy rằng luôn luôn là Đức nhắc nhở các vị tỳ khưu phải luôn luôn phải thu thúc lục căn, rồi phải quán xét nội tâm của mình một cách cẩn thận, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi đắp y, mang bát, khi đi vào khách thực, thì luôn luôn phải có sự thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác đầy đủ. Nếu mà chỉ cần những vị tỳ khưu trẻ, thì trong kinh Đức Phật cũng cũng có nhiều vị thiếu sự kiểm soát. Trường hợp một vị tỳ khưu trẻ khi mà được bà Visakha mời thỉnh đến nhà để trường đặt bát, vì thiếu cái sự thu thúc lục căn, cho nên khi mà nhìn cái người mà thị nữ của bà Visakha, cái cô này cũng còn trẻ, cô này cổ cười, thì cái vị này cái vị tỳ khưu này tưởng là cô này cổ cười với mình, cái vị này cười lại, thì bắt đầu cô này cũng nói là nhìn bị đứt đầu hay cười, thì bắt đầu phiền não nó sành khởi lên. Hoặc là cái trường hợp ngài Ananda cùng một vị tỳ khưu trẻ đi vô hoàng cung, thì cũng vậy, cái vị tỳ khưu trẻ cũng thiếu sự chánh niệm tỉnh giác, cho nên khi thấy những cái người hầu ở của đức vua, những cô cung phi này đó thì rất là đẹp, rồi thiếu sự chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái tâm nó phiền não tham đắm, nó sân khởi, cho nên là ngài Ananda đã nhắc nhở, đã khuyên vị thầy cụ này kịp thời chánh tỉnh, chánh niệm tỉnh giác để phiền não không phát sanh. Quý vị thấy rằng phiền não nó luôn ở xung quanh chúng ta, chỉ cần một giây phút mình lơ đãng là nó sẽ nhảy ra, nó tràn ngập, nó bao phủ, nó quấn xiết, thì nó sẽ tổn hại đến cái sự tu tập. Cho nên là trong cái lời dạy của Đức Phật là luôn luôn chúng ta phải canh phòng, gìn giữ cái nội tâm của mình, không nên dễ vui. Cái di huấn cuối cùng Đức Phật nhắn nhủ tất cả chư tỳ khưu là luôn luôn phải có sự nỗ lực tu tập và không nên dễ vui. Thì cũng qua cái những cái chi phần thì cũng xin giải thích, chia sẻ thêm với quý vị đôi điều, và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang, kính chúc quý tu nữ cũng nhiều quý Phật tử luôn khỏe mạnh, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hạn chế được những cái phiền não, và hướng đến dung bồi trí tuệ, hướng đến sự an vui trong nội tâm, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui ngũ thà giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng con một bài học rất là bổ ích của ngày hôm nay, bạch sư. Và nguyên như có một câu hỏi bạch sư, khi mà một vị tỳ khưu đi mà đi trong rừng, mình ngồi thiền một cái thời gian đó,
thì con có một cái bài kinh, con có nghe Đức Phật nói là khi mà một cái người có một cái tâm yếu đó bạch sư, thì mình không có thể vào rừng mà mình hành thiền được. Như trong cái bài kinh nói, ý của Ngài nói là mình vô rừng một mình giống như là lúc Ngài mới vừa đi tu một mình trong ngồi rừng đó, thì mình đâu có thể nào mà mình ngồi một mình tu, tự vì có giống như có quỷ dạ xoa, rồi có những cái chư thiên, không nói, có những chư thiên xấu họ cũng phá, họ không, hoặc cũng không hoan hỷ đó bạch sư. Như vậy thì khi lúc đó đó mình không có đủ giới thì mình đâu có tu tiến được không bạch sư? Hay là Ngài nói chỉ có một mình đi thiền một mình, còn nếu mà mình đi một cái tăng đoàn đó, thì nó có lực, hay là nó không có liên quan gì đến chuyện đó? Dạ, xin sư chỉ dạy cho Như Như ở chỗ đó bạch sư. Dạ, con xin dâng đức lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì có một cái trường hợp, có một cái vị tỳ khưu, lúc đó là cái vị này là đang làm thị giả cho Đức Phật. Thì một hôm đi trì bình thất thực với Đức Phật xong rồi, trên đường trở về đó, thì đi ngang qua một cái khu rừng nhỏ. Thì cái vị này mới thấy là cái khu rừng này đó là đẹp quá, mát mẻ quá. Nếu mà bây giờ mà vô đó mà tu ở đây mà tu tập hành thiền đó là chắc là đạt được tốt mà. Cho nên với cái tâm phiền não tham nó dính mắc vào cái cảnh thì vị này mới bạch với Đức Phật là xin Đức Phật cho vị này vô cái khu rừng nhỏ đó để ở, để tu. Nhưng mà Đức Phật quán xét là thấy cái nội tâm cái vị này đó do tham đắm vô cái cảnh, cái tâm này đó chưa có ổn, phải không? Đức Phật cũng khuyên là lúc này là không phải là hợp thời, cho nên là không có, chưa có vô đó để tu tập được. Nhưng mà vị này cứ nặng nặc, xin với Đức Phật, rồi mặc dù Đức Phật không đồng ý, Đức Phật nói nếu bây giờ là ông là thị giả cho Như Lai, mà bây giờ ông muốn đi vô đó thì phải chờ có một vị khác đến để thay thế cái nhiệm vụ ông, rồi ông mới vô đó. Nhưng mà vị này đó, khi mà nói đến lần thứ ba rồi, vị này để cái bát của Đức Phật, bỏ cái bát xuống cái đường, vị này bỏ đi vô trong rừng. Rồi Đức Phật phải một mình ôm bát trở về tịnh xá. Nhưng mà sao? Vì cái tâm phiền não tham đắm vào cái cảnh, cho nên là nó đã ngay từ đầu nó đã bị ô nhiễm rồi. Cho nên vị này vô ở trong tổng tu 3 ngày không được gì hết. Nó cứ phóng vật, rồi nó nhớ cái này nhớ cái khác lung tung hết, cho nên cuối cùng phải trở về sám hối với Đức Phật. Thành ra đó, cái cảnh yên tịnh thì cũng tùy người. Quý vị thấy rằng có những cái vị trưởng lão ở bên Miến Điện, các vị này tu ở trong hang động mấy chục năm, nhưng mà trước khi mà vô những cái rừng đầu đà, vô những cái hang động tu, thì mình phải tu tập để cái nội tâm mình nó an ổn cái đã. Mình phải học kinh, học luật, kêu một thời gian phải gần các bậc thiện trí thức để tạo cái căn bản, cái nền tảng cái đã, rồi mình mới độc cư, mới tự tu được. Chứ còn lúc đầu mình thấy trời ơi, vô cái khu mộ địa này ở đây yên tịnh quá,
vô tu chắc chắc là an ổn à. Nhưng mà không phải, bị vì cái nội lực, cái định tâm của mình nó chưa đủ, cái Phật pháp về hiểu biết của mình nó chưa đủ à, chứ chưa nói về cái tác động của ngoại cảnh nữa. Thì lúc đó đó là vì cái phiền não mình muốn mà, trời, tôi thấy cái cảnh đó tôi thích quá, ở đó chắc được à. Nhưng mà sao? Rồi khó khăn vật thực không có, đó là mưa gió thời tiết bệnh tật đủ thứ chuyện nó xảy ra à. Thì lúc đầu vậy, tại vì cái tâm mình nó thích mà, cái tâm tham muốn, cái phiền não nó thích, nó vẽ lên, nó vẽ dời cái cảnh đó rất à. Nhưng mà tới chừng mình gia chạm vô thực tế rồi đó là nó quá phủ phàng à, tới chừng đó cái sức tham nhẫn chịu đựng của mình có thì sao, thì phải trở lui đó. Cho nên á, cái chứng ngại ở bên ngoài, cái tác động bên ngoài á, nó không nguy hiểm bằng cái tâm phiền não ở trong nội tâm chính mình à. Cho nên á, chúng ta phải có căn bản vững vàng trước à, phải học về luật, phải học về kinh, phải học để thấy được danh sắc à, thấy được nhân quả à, thấy được vô thường, khổ, vô ngã à, đây là những cái pháp căn bản à. Khi mà chúng ta có được những cái căn bản vững chắc rồi đó, thì lúc đó đó chúng ta mới tự độc cư được à. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng ở trong rừng như vậy à, lúc đầu những cái con voi con à, những cái con tê giác à, lúc nó còn trẻ nó phải cộng trú chung với bầy đàn à, cho đến khi nào mà nó trưởng thành, sức dốc nó ra lớn đủ sức để đối đầu với những con thú khác à, lúc đó nó mới dám độc cư, nó mới đi tẻ bầy, nó sống lang thang một mình à, chứ lúc nó còn nhỏ rồi phải nương nhờ vào voi mẹ à, nương nhờ vào bầy đàn để bảo vệ nó, không à, còn những nếu mà con voi mới vô toàn mới lớn lên à, mà tự động tách bầy à, sống à, độc cư thì sẽ bị tai hại. Thì cái điều đó nó là cái quy luật à. Cho nên á, chúng ta phải nỗ lực thực hành một thời gian à, để cho cái trí tuệ của mình à, nó dung bồi, nó có được một những cái căn bản nhất định à, thì lúc đó đó chúng ta mới có thể là tự tìm một cái chỗ để mình tu à, để mình nương nhờ, mình nương trú vào đó à, mình căn bản nó vững vàng à. Chứ còn nếu mà cái cây mình mới trồng xuống mà mình không có dùng những cái cây để mà chống chọi nó, thì khi mà gió lớn à, khi mà những cái cơn gió lớn, những cái trận mưa lớn à, có thể nó làm cho cái cây nó đổ ngã à, thì cũng vậy à, cái gì cũng vậy, nó phải đi từng bước từng bước à, à, cái tác động ở bên ngoài, rồi những cái tác động ở trong nội tâm chúng ta à, những cái phiền não à, nó nếu mà chúng ta không chuẩn bị, chúng ta không có đủ sức để mà đối kháng thì nó sẽ quật ngã à, thì cũng vậy, cái đời sống tu tập của chúng ta phải vậy. Ví dụ như chắc chắn là phải đi theo cái con đường là giới à, định à, thì mới đưa đến tuệ à, Phật đã khẳng định vậy thôi, không thể nào mà khác được, không thể nào mà tự nhiên mà bỏ giới mà chỉ tu định được, mà bỏ giới bỏ định chỉ tu tuệ không được đó. Cho nên phải từng bước à, cái căn bản với nhau à, có khi là vừa tu giới vừa tu định à, vậy đó, nó từng bước phải nền tảng, giống như làm cái nhà cũng vậy,
không thể nào mà tự nhiên khỏi làm, cái nền móng mà cất lên ngôi nhà được. À, thì phải có cái, nền móng cho vững chắc. À, muốn làm càng nhà cao chừng nào á, thì cái móng nó phải càng vững chắc chừng nấy. À, lúc đó cái nhà nó mới vững. À, còn giờ nói thôi, tôi xây nhà cao mà tôi không cần làm móng chi. À, thì cái điều đó là không thể nào mà có thể thực hiện được. À, thì cái gì cũng vậy. À, mình phải đi từng bước cái nào trước, cái nào để tạo nhân làm nền tảng để phát triển cái kế tiếp. À, theo cái quy luật, à, nó rõ ràng, à, thì sẽ thành tựu. Còn nếu mà chúng ta vội vàng, à, sốc nổi, à, thì chúng ta phải gặp thất bại. Nhưng mà nếu mà mình biết, à, thất bại thì mình phải sửa lại. À, trong đời sống nhân thì ai cũng phải lâm vấp những cái khuyết điểm, những cái lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta biết, à, chúng ta rút rẻ những cái kinh nghiệm, lần sau mình sẽ không phạm vào những cái lỗi lầm mà mình đã mắc nữa. Thì như vậy thì sự tu tập của chúng ta nó sẽ có sự tiến bộ. À, nó mù bút thà giá thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nhân. À, chúc cô khỏe mạnh an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và con xin kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con, và cũng như là giúp cho đạo tràng có thêm một cái kinh nghiệm để mà chúng con có đứng tu bạch sư. Và bây giờ thời gian cũng còn 4 phút nữa, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay không? Và con không biết sư có ở trước mít bạch sư, xin sư cho con tín hiệu ạ. Dạ con, xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ, mô Phật. Thay mặt lớp học, chúng con thành kính tri ân sư Pháp Thanh rất nhiều đã từ bi giảng giải bài học hôm nay. Dạ. Thì thưa quý vị, bây giờ mình còn 3 phút nữa. Bây giờ mời quý vị ngồi thiền 3 phút nha, tĩnh tâm niệm Phật thì niệm. Người nào niệm hơi thở là niệm ha. Rồi cái vấn đề là mình coi cái tâm mình ha, sanh hay diệt, và không có chấp ha. Hỷ xả nha. Rồi, mời quý vị 3 phút qua.
Dạ, mô Phật, kính thưa đạo tràng, ba phút tĩnh tâm đã trôi qua. Bây giờ sư thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng, cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tập bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sống vui trường thọ. Cảm bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh đến người, là người năng nghiêng mình lễ và ấy cũng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hàng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, gia nhờ ơi đức của chư Phật, gia nhờ ơi đức của giáo pháp, gia nhờ ơi đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, giờ mời Nguyên Như hồi hướng đến nha, chư thiên nha. Mô Phật Tha Dạ Sa Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ, sa thú sư ạ. Dạ đề ta sanh ti quy hà ra hoa si ni thụ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu tu chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắt cha na wa ca phình kha vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa mi ga ma cha e sa ra sắp ba na pu ta su khi ta pa văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pa san se da cha ta atha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha e sam be bi dung kha sa ka ron tu san la yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man pha ra cha bung ra la san khu ho tu sa mak go qua ấp thà gia cha hi tà gia cha ẩm hề rằng kha tu san thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô vua thình sầm ba bồ này gia ma thầm ma ri dắp ba quê đệ tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hon tu nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hon tu nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hành hồ tu á nà giá tề cà lịch. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng khuyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin trân trọng, hẹn chư vị Phật trở lại Trung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai là tối thứ ba ở bên Mỹ và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Và sư Pháp Thanh sẽ giảng dạy cho chúng ta tiếp tục về Kinh Tăng Chi Bộ. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.